trước luôn nè. Rồi, thư luôn. Thư luôn nha mọi người. Khuôn mặt nhót nhép nè. Đó. Chúc mừng em nha. Rồi, những bạn còn lại nhớ tham gia mini game đầy đủ nha. Và ký tường luôn, ký tường luôn. Chào em nhá. Rồi, xong khuôn mặt nhót nhép cho bạn này rồi nha. Bạn đã chọn phần thưởng gì thì nhớ comment ở dưới nha mọi người. Tên nhân vật và chọn nó phần thưởng nha. Nó ra rồi nè các bạn ơi. Thì bạn nào mà đã mua được cái gói này rồi á, cho mình một cái dòng cảm nhận xuống phía dưới nha. Còn bạn nào mà chưa mua được cái gói này, cũng chưa thấy ai review luôn, thì xem clip của mình. Mình sẽ review cho các bạn coi sự thật về cái gói này, nó có thật sự đẹp hay không nha mọi người ha. Wow, mới đập vào mắt của mình á, thì mình thấy set trang phục của nữ này nó cũng thuộc kiểu như là 7 trên 10 điểm nha các bạn ha. 7 trên 10 điểm. Cái khuôn mặt này thì mình cũng khá là thích. Đây là cái khuôn mặt của bệnh nhân khu nhốn nháo nha mọi người. Nhưng mà mình thấy cái khuôn mặt này nó quen đó mọi người. Mình không biết là mình đã gặp ở đâu rồi nha. Thật sự là mình thấy rất là quen. À, mà cái món đồ mà các bạn muốn mình review nhất đó là cái xe phải không? Rồi, vô thẳng vấn đề luôn. Cái xe này chỉ số bao nhiêu? Tăng tốc chỉ có 7 thôi. Độ gia tốc có 1.5 à. Có nghĩa là các bạn khởi động chạy hơi chậm nha. Một chỗ nữa, trời ơi, cái một chỗ thôi. Có một chỗ thôi. Và cái con gấu này á, nó sẽ đẩy mọi người đi nha. Ngoài ra thì sẽ có một cái số món đồ nội thất liên quan đến cái chủ đề hospital, khu bệnh viện nhốn nháo nha mọi người ha. Con gấu cũng bị băng bó luôn. Con gấu cũng bị băng bó luôn. Còn cái này là cái túi chườm đá nha mọi người ha. Một cái túi chườm đá ở trên đầu, nhìn cũng dễ thương á. Rồi, bây giờ nè, vô tới cái phần mà review xe nè. Hiện tại á, là mình sẽ không mua cái gói này vì một cái lý do mà mình sẽ nói các bạn sau clip nha. Bây giờ là mình sẽ review cho các bạn coi cái xe này trước đi. Mình có mượn được một cái ạc của một bạn ở trong nhóm của mình. Thì bạn này sau khi mua xong cái xe này á, thì mình có hỏi cảm nhận của bạn này á, thì bạn này nói là khá là dị các bạn. Nói chung là khá thất vọng các bạn. Khá là thất vọng nha. Thì khi mà các bạn di chuyển cái xe này á, sẽ cái vệt bánh á, sẽ có hai màu, màu hồng và màu xanh nước biển nha. Rồi có thêm những cái hiệu ứng trái tim nó rơi xuống cái bánh xe nữa. Và các bạn nhìn kỹ kìa, các bạn thấy cái con gấu không? Khi mà nó đẩy các bạn đi á, thì cái cánh của nó cũng sẽ vỗ đập như cánh bướm á mọi người, nó sẽ đập nha. Rồi ngoài ra thì nó sẽ có những cái giọt mồ hôi nó rơi ra nữa. Có nghĩa là nó đẩy các bạn mà nó mệt quá, rồi nó chảy mồ hôi nha mọi người. Trời ơi, vậy mà cũng bị đặt đẩy tôi nữa. Rồi màu sắc của cái xe này thì nhìn nó cũng đẹp hơn so với lại cái xe bệnh viện các bạn nhận free ngày xưa nha. Đây các bạn coi. Đó, wow, nhìn cũng dễ thương. Nói chung thì nó cũng chỉ là mang tính chất sưu tầm nha các bạn ha. Chứ còn nếu như mà để dùng mà chạy luôn hay làm nhiệm vụ á thì cũng không được các bạn, tại vì khá là chậm mọi người ạ. Cũng không có nhảy được, không có nhảy cao được. Đấy, rồi, còn về đồ thì mình cũng nói rồi. Đồ, ta-da, ngày hôm nay có một cái tin rất là vui cho mọi người luôn. Xem xong clip của mình á thì các bạn đừng có khóc nha. Vui nhưng mà khóc nha mọi người. Ở trong cái phần cửa hàng á thì mình thấy game có sale lại những cái gói cũ. Trong đó thì có hai cái gói. Đầu tiên là gói bách kích. Cái gói bách kích mình không hiểu tại sao mà các bạn cứ xin admin để mà giờ ra mắt cái gói bách kích lại mọi người. Đó, hôm nay ra mắt rồi á. Bạn nào mà chưa mua á thì nhớ là mua lại cái gói gấu bách kích này nha. Có nam và có nữ luôn nha mọi người. Với lại các bạn coi kỹ nha, cái gói phù thủy hồng này á, nó cũng được giảm giá nhưng mà nó giảm kịch sàn luôn. Giảm tới 60% luôn nha mọi người. Và bây giờ nó chỉ còn 46.000 cho cái gói này thôi. Mình thấy gói này hơi ế các bạn ạ, thật sự là hơi ế luôn á. Gói này đặc biệt á là nó sẽ có một cái bộ râu của ông già. Bạn nào mà thích cosplay ông già thì có thể là mua cái gói này nha. Các bạn sẽ nhận được cái râu phù thủy hồng nha mọi người để cosplay. Rồi, em bé đáng yêu, trời mình ghét game ghê luôn, cực kỳ luôn. Mình không hiểu tại sao cái gói này mà admin sale từ năm nẫm rồi tới giờ sale xong rồi mở lại liên tục luôn. Mặc dù nó là độc quyền nhưng mà nó được bán lại thường xuyên luôn mọi người. Cái gói em bé này mình mua từ cái lúc mà nó mới ra luôn á. Đợt đó mình mua nó hơi bị đắt luôn á. Bây giờ thì nó chỉ còn 60 kim cương cho cái gói này thôi. Rồi, cái gói cụ bà cũng đẹp nữa. Bạn nào mà hay đóng phim cosplay cụ bà hoặc là ông già đó mọi người thì có thể mua cái gói cụ bà này hoặc là gói phù thủy nha, lấy hồng râu nha mọi người. Gói cụ bà thì các bạn sẽ có được một cái gọng kính, có sợi dây, rồi tóc nó nhìn nó cũng già đó mọi người ha. Đó rồi, nhưng mà đây mới là cái tin vui. Đây mới là cái tin vui. Hôm qua mình đã nói với mọi người rồi, các bạn thấy cái gì không? Cái chỗ mà làm mới sản phẩm nè mọi người, tạm thời thì admin không cho các bạn sử dụng nữa nha. Admin sẽ để như thế này luôn. Và hôm qua bạn nào mà nói với mình á là kêu admin vẫn giữ 5 kim cương đâu. Đây các bạn coi. Chỉ còn 2 kim cương thôi. Và 100 tiền sau các bạn sẽ mua với giá là 0 kim cương. Trời đất ơi, ủa vậy là sao mọi người? Rồi cái này là admin nói là không thể làm mới sản phẩm thêm nữa vào hôm nay. Hãy thử lại vào ngày mai. Đó, từ 6 sản phẩm xuống còn 5 sản phẩm. Xong rồi cắt luôn cả cái làm mới sản phẩm. Và bây giờ các bạn chỉ còn 2 kim cương thôi nha. Rồi đến cái phần hộp nữa nè. Cái phần hộp mới quan trọng là hộp vịt các bạn cũng không mở được nữa rồi. Không còn hộp vịt để mở nhận kim cương. Và những cái hộp thường ví dụ như là hộp thuyền rồng nè, hộp mặt nạ nè,
hộp bốc thăm cừu, nó rất là nhiều hộp mà các bạn có thể mở được một hai kim cương mọi người, thì năm hộp đó cũng không còn luôn. Thay vào đó là sẽ có những cái hộp như thế này đây. Trời đất ơi, không biết nói sao luôn mọi người. Mình thấy cũng khá là buồn á mọi người, khi mà càng ngày admin lại bóp kim cương á mọi người. Bây giờ mình không thể nhận được kim cương nhiều như trước nữa. Hôm nay thì có một cái hộp mới là hộp ếch. Các bạn có thể mở 3 lần trong một ngày nha. Mở 3 lần trong một ngày nha mọi người. Thì cái này cũng được, cũng ngon đi. Nhưng mà suy cho cùng á, thì mất kim cương này là mình rất buồn mọi người. Cực kỳ tiếc luôn á mọi người. Bây giờ không còn cái gì để mà nhận kim cương nhiều như lúc trước nữa. Được đôi giày kìa. Trời đất ơi, nhưng mà cũng không cần lắm. Đôi giày thì đâu có cần đâu. Rồi đấy, bây giờ là tụi mình chỉ có thể nhận được 3 kim cương dưới này thôi nha mọi người ha. 3 kim cương và 100 tiền sao, 300 tiền sao dưới này. Xong rồi tụi mình sẽ nhận thêm được 7 kim cương trong này nữa. Với lại cái hộp kim cương này nữa là hơn 10 kim cương nha. Đó, thì cái phần mà quà tặng hôm nay mình có nói luôn là các bạn nhớ ngày nào cũng phải vào game nhận nha. Để mà bỏ lỡ cái phần này rất là tiếc luôn. Không biết là mai mốt admin có fix luôn cả cái này nữa hay không nữa. Mình đang sợ là admin sẽ fix lại luôn. Nó không còn nhiều kim cương như vậy nữa. Được 6 kim cương. Đó, 7 với 6 là được 13 nha. Thêm cả cái này 350 tiền sao à? Cũng được. Hôm nay được 2 vé luôn hả? À, hôm nay quà tặng đã nhập được 2 vé nha mọi người. Rồi, ngon ngon. Các bạn biết mình sẽ làm gì đúng không? Rồi, nhận thêm được một vé bốc thăm dâu tay vào ngày hôm nay nữa. Rồi, từ từ. Để mình đi kiểm tra cái map trống của mình nha. Hồi sáng thì mình có cho các bạn vào cái map trống của mình á. Nhưng mà mình không biết các bạn còn giữ map trống hay không nữa. Đâu để mình xem thử nha. Hồi sáng mình có kêu bạn bạn nào ta. Đây này, từ các bạn để mình xem thử là cái map của mình còn hay không nha mọi người. Đố các bạn còn hay không. Dạo gần đây mình quay clip á, sáng nào mình cũng cho các bạn xem map trống hết. Thì cứ tầm khoảng tới 10 giờ trưa á là cái map nó bể nha mọi người. Ngày nào cũng vậy luôn. Thì cái map này có bể chưa ta? Cái map này vẫn chưa bể nha. Mình nghe mấy bạn trong nhóm nói là cái map này có hack nha mọi người. Cái map này có hacker nha các bạn ha. Cái map này có hacker á. Cái map này có hacker nha. Có một bạn chạy cực nhanh luôn. Để coi thứ bạn nó còn không ta. Chắc là đi đâu rồi mọi người ơi. Đây nè, mình test cho các bạn coi luôn. Hôm qua mình làm clip nhưng mà mình lỡ mình nhận nhiệm vụ của cái ông NPC này rồi. Rồi các bạn coi nha. Mọi người có thể đổi cho mình hủy nhiệm vụ này, các bạn đổi cho mình nha. Đổi cho mình lấy cái nhiệm vụ 90 xu nha mọi người. Hôm qua có một số bạn hình như làm không được đúng không. Rồi hủy nhiệm vụ này. Từ từ, để mình tìm ra cái nhiệm vụ 90 xu nha. Tại vì nó sẽ ngẫu nhiên. Cái này là làm cái dâu thường nên là chỉ có 10 xu thôi. Thì mọi người có thể đổi cho mình liên tục. Khi nào mà nó ra được cái nhiệm vụ mà cao cấp á, làm nước dâu cao cấp á mọi người, cái nhiệm vụ đó nó sẽ cho các bạn tới 90 xu luôn á. Thì mình không biết là ông NPC này ông có cho mình ra cái đó không. Nếu như mà nó không có đúng không thì mình sẽ thoát ra mình vào lại liền nha. Rồi, bây giờ là mình đã thoát game mình vào lại nha. Ok, thì mình sẽ tiếp tục mình reset lại nhiệm vụ nha. Để mình tìm ra cái nhiệm vụ mà được 90 xu á. Đấy, mình sẽ bỏ qua hai nhiệm vụ đầu nè và tới cái nhiệm vụ thứ ba để coi thử còn giữ hay không nha. Đó, mọi người thấy không? Trời đất ơi, mình nói đúng mà. Mà cái cách này các bạn nhớ lưu ý nha, là các bạn phải thoát game nha mọi người nha. Thoát game vào lại rồi nó reset lại, nó sẽ cho các bạn được 90 xu nha mọi người. Thì mình cũng đã có sẵn cái mức dâu cao cấp trong này luôn, mình sẽ làm luôn nha. Đó, thì cái mẹo này sẽ giúp cho các bạn nhận được 2 vé free trong một ngày nha mọi người. 3 vé luôn á, chứ cộng với những cái nhiệm vụ thường nữa có thể là gần được 3 vé luôn. Rồi, giao cho thị trưởng đúng không? Thì bây giờ thì mình sẽ ra khu trung tâm và mình giao cho thị trưởng bình thường thôi, không có gì hết nha mọi người. Hôm qua mình có quay clip mình hướng dẫn cái trick này rồi, nhưng mà có một số bạn không hiểu nha mọi người, tại vì mình đã nhận nhiệm vụ mất tiêu. Hôm nay mình chỉ lại để các bạn đã rõ đúng không? Đó, chỉ cần thoát ra xong rồi vào lại, xong rồi các bạn reset lại nhiệm vụ. Các bạn tìm cho mình cái nhiệm vụ 30 xu á, x3 lên là được 90. 90 là được 2 vé rồi, thiếu 10 xu nữa thôi. Thì cho là 2 vé free đi, ngày nào các bạn vào các bạn cũng có thể mở được vé free hết. Rồi, cho thị trưởng luôn nha. Mà mình nghĩ chắc cái cách này chắc cũng nhiều người biết chứ không phải một mình biết đâu mọi người. Chắc cực kỳ nhiều người biết luôn. 90 xu nè, rồi được 2 vé nha. Tiếp tục mình sẽ quay về cái map trống của tôi nha. Hình như là nãy giờ bơ đang ở trong map trống đúng không ta? Rồi, get go, quay về trong map trống nha. Tranh thủ thì bây giờ là mình sẽ tái chế hết tất cả các món đồ mà mình cho là thường nha. Bữa giờ mình không có dọn ba lô. Rồi, hôm nay thì mình sẽ quay clip xong rồi thì mình sẽ dọn cái ba lô cho các bạn coi luôn. Đồ trùng của mình thì khá là nhiều nha. Từ từ. Cái này trùng nè. Rồi cái quần này nó cũng bị trùng luôn nha. Mấy cái đồ cù cù này chắc mình dọn hết nha mọi người. Để làm gì đâu, nó nặng ạt thêm á. Nhiều lúc do mình đồ của mình nhiều quá, xong rồi đâm ra nó bị lắc nữa mọi người, tin không? Đồ nhiều quá nên là chơi game nó bị lắc nữa mọi người. Nên là các bạn cũng phải chịu khó dọn ba lô nha. 1, 2 nè. Cái này bị trùng nè. Rồi cái này bị trùng nè. Cái này bị trùng nè. Cái này trùng 2 cái luôn hả? Rồi bị trùng 2 cái luôn. Đó, mấy cái đồ này nó hay bị trùng mọi người. Tại vì thường thường là các bạn mở mấy cái hộp sơ cấp, mấy cái hộp cao cấp đúng không? Nó hay cho đồ đúng không? Đó, nên là mấy cái này nó hay cho lặp đi lặp lại nhiều á.
những cái đồ cụ cụ nào mình sẽ lọc hết luôn. Ủa cái này không được ta, ở được nè, được nè, có mầm luôn nè. Còn cái này, ui cái trang phục Takoyaki nè, trước nhớ không nhầm là mua bằng tiền sao đúng không ta? Rồi cái áo này trồng lông, trồng lông, ui trồng nhiều thế, trồng nhiều thế. Mọi người còn nhớ cái hộp bốc thăm mà cái áo này không, hộp bốc thăm da này không, hộp đó cũng có kim cương luôn nha mọi người, mình quên mất tiêu rồi, bây giờ mình nhớ tên rồi đó. Thì cái hộp này cũng có kim cương trong này luôn, nhưng mà tiếc cái là admin họ bỏ mất mấy cái hộp kim cương đi rồi, bây giờ là không còn cái hộp nào để mà mở lấy kim cương luôn á. Rồi xong cái hôm qua mình nghe cái tin á là admin sẽ bỏ đi cái phần mà bỏ qua sản phẩm mỗi ngày á, bây giờ nó chỉ còn 2 kim cương thôi. Sau khi nghe cái tin đó xong á, mấy bạn ở trong nhóm mình họ la làng quá trời luôn. Có bạn thì vẫn cố chấp tin rằng là admin chắc chắn sẽ cho các bạn nhận 5 kim cương một lúc trong một ngày luôn. Không có đâu mấy bạn ơi, không có đâu. Thề luôn, admin dạo này đang ra cái chiến thuật gì á, mình hình như mình cảm nhận được là admin sắp tới sẽ mở một cái event gì nó rất là lớn á mọi người. Xong rồi admin sẽ ơi cái gì đó? Ờ đúng rồi, hộp bốc thăm đúng không? Dạy bưu tá này, cái này là ở trong chổi hay sao á mọi người? Trong cái hộp có chổi á. Rồi mình sẽ bỏ luôn cái sừng nữa hả? Bỏ luôn nha, mấy cái nào cùi cùi bỏ hết nha mọi người. Đặc biệt là mấy cái bị trùng á, bỏ hết luôn. Bỏ luôn. Rồi, cái mũ mèo à. Ok, tối đa 20 món rồi. Wow, được 471 xu hoặc là 471 mầm rồi các bạn ơi, hơi bị nhiều luôn á. Đồ ti cùi nhưng mà nó nhiều quá nên đâm ra là mình 15 xu nè. Mình tái chế cực kỳ nhiều tiền, nhiều mầm luôn. 1, 2, 3 luôn nè. Đó, ghê chưa? Sướng thế nhờ. Bữa giờ mình chưa có tái chế chắc cũng phải từ Tết tới giờ rồi mọi người. Từ Tết tới giờ luôn, hứa luôn, từ Tết tới giờ luôn. Rồi tóc hoàng tử này mở cho hộp bốc thăm nè. Rồi cái tóc này cho hộp bốc thăm luôn. Tóc nè, tóc của cái hộp bốc thăm ba lô á nha. Hơi bị nhiều xu luôn á mọi người coi kìa. Đó, thấy không? Trời đất ơi, thấy không? Trời đất ơi. Thề, cái tóc đó mà nhiều, nhiều mầm vậy. Tóc nó cực kỳ nhiều mầm luôn á. Cũng may là cái tóc đó mình có nhiều á nha. Ôi thôi xong rồi, mình sẽ tái chế hết mấy cái tóc đó luôn nha. Cái tóc ba lô này chiến binh đó mọi người. Mày hả bưởi, mày hả bưởi, mày hả bưởi, 200 xu, à lộn 200 mầm nữa nha. Lại có 200 mầm nữa, rồi ngon luôn ngon. Ui cái tóc này là ở trong cái gói bubble bóp nha mọi người. Rồi cũng cực kỳ nhiều luôn. Còn cái này tóc mèo tay đua, gói mèo tay đua nè. Thường thường tóc trùng thì mình cứ tái chế hết nha mọi người, không để làm gì hết á. Đây nữa, đây nữa. Uầy, uầy, 600 mầm nữa là 1.600 mầm rồi. Thôi, mình để dành các bạn, để hôm nào nữa đi. Bây giờ tái chế hết thì nó phí quá mọi người ơi. Mình dư sức rồi, dư mầm để mà mở hộp luôn á. Rồi, bây giờ có mầm rồi thì làm cái gì ta? Có mầm rồi thì mỗi ngày mình sẽ test nhân phẩm cái hộp bốc thăm này để mà lấy được cái xe dâu nha mọi người. Xe này tuy cùi, nhưng mà để mà sưu tầm trang trí thì hơi bị đẹp luôn. Ủa, ủa, là sao? Là sao? Cái gì vậy? Từ bị lắc à? Wow. Ủa hình như ở trong cái hộp này á, cái món đồ mà cùi nhất là cái xe nha. Tại sao mình cứ mặc định là cái xe là cái đồ ngon nhất ta? Trời đất ơi, ủa như vậy là mình có cái xe dâu luôn hả ta? À, có khinh khí cầu dâu, có xe dâu, có xe đạp bưu điện phép thuật, có cả chổi luôn. Nói chung là trong cái đợt này á, mình mở ra hơi bị nhiều đồ luôn. Ra được xe rồi nè. Ra xe rồi. Ra xe rồi, ra xe rồi, ra xe rồi. Có bạn thì ra 3-4 chiếc, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên mình mở thì mình đã ra rồi nha mọi người. Rồi, anh ra được xe dâu rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhả vía cho những bạn nào, đặc biệt là các bạn nữ mà hay săn cái xe dâu cho nó cute nha. Đó, mình nhả vía xe dâu cho mọi người nha. Xe dâu, xe dâu. Hên quá mọi người ơi, công trình hồi nãy giờ mình ngồi á hả, mình chế tạo mầm quá trời luôn mọi người. Thì bây giờ nó cũng đã ra được cái xe rồi, như vậy thì ngày mai tiếp tục mình sẽ mở để mà lấy xách đồ luôn đi. Đó, hình như đồ mình cũng có rồi á. Lúc trước thì mình cũng đã bỏ khá là nhiều kim cương để mà lấy xe nhưng mà không ra nha. Hôm nay mở bằng mầm thì lại ra xe, em tưởng xe kia hả, làm gì có. Làm gì có, trời đất ơi, mấy đứa nó tưởng mình ra cái xe dâu kia nha mọi người, xe dâu thường, khổ ghê. Xe dâu kia làm gì có. Trời đất ơi, nó tưởng mình ra xe dâu kia mọi người ơi. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy mấy ní? Anh làm gì có cửa để mà ra được cái xe kia. Rồi, mình sẽ làm một vé nè. Ok, hai vé nè. Trời ơi, nó tưởng mình ra cái xe dâu xịn đó mọi người. Cái xe dâu nền tím á, cái xe đó khó lắm mọi người ơi. Mình còn không hy vọng là mình ra nữa mà. Thiệt luôn á, mình không nghĩ là mình sẽ ra luôn á. Anh quay chưa hả? Đang quay em ơi, một vé nữa nè. 15. Rồi, 15 nha. 10 xu nữa nè, 25 với 5 nữa là 30, với cái số dư mà hai mấy đúng không, là mình làm thêm được một vé nữa đó mọi người. Đó, mình nói rồi, không cần phải mở một lúc 300-400 vé,
mà chỉ cần mở cho mình 3-4 vé một ngày thôi thì nhân phẩm của các bạn nó cũng hên tương tự luôn. Bây giờ thì mình sẽ chứng minh cái điều đó bằng cách là mình sẽ tiếp tục mở xe dâu lớn nha mọi người. Xe dâu lớn nha. Hàng guild. Đây mới là hàng guild nè. Bây giờ nếu như mà ra cái xe tải dâu nông trại là mình sẽ phát giải, mình mở luôn cái giải mini game kỷ niệm 400k shop sớm luôn. Đó là cái giải gói, cái gói yêu tinh độc ác cho mọi người ha. Đó, mình sẽ mở gói đó cho các bạn luôn. Rồi, nếu như mà ra xe dâu lớn nha. Còn mà không ra thì thôi nhá, không ra thì thôi nha mọi người. Ra đi nào, hai vái cuối cùng nữa. Trời đất ơi, ấy cái áo kìa, cái áo này mình có rồi. Tại sao nó không ra được cái đầm này ta? Trời đất ơi. Cái đầm với cái tóc không có mà có cái gì nữa không à. Rồi lại quế nữa các bạn ơi. Lại thất bại nữa rồi mọi người. Lại một ngày thất bại nữa nha. Không có ra được xe dâu. Ok, không có ra được xe dâu lớn. Nhưng mà hôm nay thì mình ra được xe dâu nhỏ. Nói chung thì cũng là sự may mắn rồi. Mình cũng xin nhả vía cho những bạn nào mà chưa có những cái món vật phẩm mà mình đã có rồi. Nhả vía hết cho mọi người trong cái clip này của mình nha. Cuối cùng là clip của mình về cái phần mà cái gói trang phục mà có hai khuôn mặt luôn. Thì mình cũng không hiểu lý do tại sao lại có hai khuôn mặt. Nhưng mà trước đó ở trong game của mình á thì đã từng có một số gói nó cũng có hai khuôn mặt một lúc luôn nha mọi người. Nói chung cũng có rồi chứ không phải là không có nha. Nhưng mà cái đợt này á thì hai khuôn mặt này nó giống nhau y chang luôn. Chỉ có một khác một điều á là một bên nó nhắm một mắt thôi mọi người. Chứ nếu như mà nó mở cái mắt đó ra thì nó cũng vậy thôi, nó cũng y chang luôn mọi người. Đúng không ta? Thì mình thấy nó cũng giống đó mọi người. Cái khuôn miệng thì mọi người thấy không? Nó cũng có khác một tí đúng không? Một cái là ngắn hơn, một cái là dài hơn đúng không mọi người? Đúng rồi, các bạn nhìn kỹ thì sẽ phân biệt được nha. Rồi, quan trọng nhất vẫn là cái ngôi sao. Cái ngôi sao này nó là cái gì? Mà ở trong cái hình poster của game á thì cái bạn nữ nhân vật này đang thả cái ngôi sao xuống dưới. Và các bạn thấy một cái điều gì đặc biệt xảy ra không? Là cái con bé thú cưng á nó sẽ bay lơ lửng và nó sẽ phát sáng những cái ngôi sao xung quanh người nó nha mọi người. Thì mình không biết cái công dụng của cái ngôi sao này á, ngoài cái việc là cầm tay ra, thì khi mà các bạn thả xuống nó có rơi ra những cái ngôi sao thật hay không thì phải đợi mới biết được. Và cái đầm của cái nhân vật này cực kỳ lộng lẫy luôn các bạn ơi. Trời ơi, nó được trang trí các cái hột sàn, các cái ngôi sao màu trắng lấp lánh xung quanh kìa. Trời đất ơi, đẹp hơn cả cái đầm màu trắng được trước mình mua đó mọi người. Nói chung thì tuyệt vời luôn. Cũng là của nữ thôi. Bạn nữ nào mà xem clip của mình mà tới khúc này rồi thì chuẩn bị đi ha. Sắp tới rồi đấy.